tạp chí xã hội. Được thành lập cách nay hơn 20 năm bởi những người Mỹ gốc Việt, tổ chức phi chính phủ Pacific Link, được dịch sang tiếng Việt là Vòng Tay Thái Bình, chuyên hoạt động ở Việt Nam, hỗ trợ các nạn nhân trong các vụ lừa đảo, đưa người vượt biên trái phép, cũng như tổ chức các chương trình phòng ngừa, phổ biến thông tin cho những người dễ bị tổn thương trong bối cảnh khủng hoảng nhập cư và các đường dây môi giới buôn người di cư ngày càng tinh vi xảo quyệt. Những năm vừa qua, các vụ xử những người có liên quan với đường dây môi giới đưa người vượt biên trái phép trong thảm kịch chiếc xe tử thần vào năm 2019 lấy đi sinh mạng của 39 người Việt đã diễn ra tại nhiều nước, tại Anh Quốc, Bỉ hay tại Pháp. Tại tòa tiểu hình ở Paris và tại tòa án hình sự Bruges ở Bỉ, nếu như luật sư của các bị cáo đa phần là do tòa chỉ định, thì bên nguyên đơn, gia đình các nạn nhân là do văn phòng luật sư Hogan Lowell đại diện. Dưới sự ủy thác của tổ chức phi chính phủ Pacific Link, các bị cáo không những phải lãnh án tù cao nhất là 15 năm mà còn phải trả khoản bồi thường lên đến hàng ngàn đô la cho các gia đình nạn nhân. Pacific Link là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam từ đầu những năm 2000 với mục đích ban đầu là phòng chống nạn buôn phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Để tìm hiểu về vai trò của Pacific Link, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Diane Trường, đại diện truyền thông của tổ chức này. Xin cảm ơn bà Diane Trường đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trong vụ xét xử tại Pháp gần đây, tổ chức Pacific Link đã liên lạc với văn phòng luật sư để biện hộ cho gia đình các nạn nhân. Những bản án tù lên đến 10 năm cùng số tiền bồi thường lên đến hàng ngàn euro đã được đưa ra đối với một số bị cáo người Việt. Bà đánh giá như thế nào về bản án này và tại sao Pacific Link lại thấy cần thiết phải đứng ra làm đại diện cho các gia đình nạn nhân trong các vụ xét xử này? We felt that it was the right thing to do in terms of our work, because we're already supporting, you know, trafficking survivors and migrant workers who are at risk of being trafficked. Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi hy vọng rằng có thể mang lại chút công lý cho gia đình các nạn nhân. Dĩ nhiên cũng phải nói rằng người thân của họ không thể quay trở lại nữa và không gì có thể thay thế được. Chúng tôi cũng hy vọng rằng đó là một cách để đưa vụ việc ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý và nhất là những nạn nhân có thể được bồi thường theo một cách nào đó. Chúng tôi hy vọng là đã tạo ra được sự khác biệt, ít nhất là trong hệ thống luật pháp, đồng thời chỉ ra rằng những kẻ môi giới, buôn người di cư chỉ quan tâm đến tiền và lợi nhuận. Đối với họ, đó là một việc kiếm lời lớn và chúng tôi mong muốn những khoản tiền thu nhập bất chính đó được chuyển tới các nạn nhân. Chúng tôi hy vọng là khi phải nộp khoản bồi thường lớn, những kẻ buôn người sẽ phải suy nghĩ khác đi, rằng phạm tội này không chỉ phải vào tù mà còn ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng thấy không thể không đứng ra làm đại diện cho gia đình các nạn nhân trong các vụ xử, bởi vì chúng tôi đã làm việc về vấn nạn này từ rất lâu. Ngay cả khi thảm kịch này xảy ra, chúng tôi đã nắm được tình trạng về nạn môi giới đưa người di cư trái phép về con đường mà các nạn nhân đã đi qua. Trước đó, vào đầu năm 2019, chúng tôi đã công bố một nghiên cứu về con đường di cư trái phép từ Việt Nam sang châu Âu. Đó cũng chính là con đường mà những nạn nhân đã đi qua. Tại Việt Nam, Pacific Link đã làm việc như thế nào với các gia đình nạn nhân? What we saw after the Lori incident, sau thảm kịch chiếc xe tử thần, chúng tôi đã nói chuyện với gia đình của những nạn nhân. Đa số họ đều cho rằng đó là vận đen, chuyện không may, chứ không phải là vì họ đã lựa chọn sai con đường. Họ cho rằng người thân của họ đã không gặp may nên mới ra đi như vậy. Vì thế, chúng tôi muốn đảm bảo cho mọi người nhìn nhận rõ sự việc và chính những kẻ môi giới đưa di dân vượt biên trái phép là những người cần phải chịu trách nhiệm, chứ không phải số phận. Đó là những người đã quảng bá về con đường đầy hứa hẹn này mà trên thực tế là không đúng. Do vậy, chúng tôi cũng có những hành động để chống lại việc loan tin sai lệch để không còn ai bị lôi kéo dụ dỗ. Là một tổ chức phi chính phủ, chúng tôi cho rằng không thể bảo với mọi người đừng đi, bởi vì đó là những người muốn có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ.
liệu có cách nào khác để có cuộc sống tốt hơn hay không? Tại Việt Nam, gần đây đất nước đang phát triển và ngày càng có nhiều cơ hội. Chúng tôi muốn truyền đạt cho mọi người về những cơ hội đó và để họ tự ra quyết định nên đi hay ở. Nếu muốn ra nước ngoài thì có những cách để đi hợp pháp, đó là những cơ hội học tập hoặc qua các chương trình lao động hoặc các chương trình tình nguyện. Tổ chức phi lợi nhuận Pacific Link đã được thành lập như thế nào và hiện có bao nhiêu thành viên? Pacific Link Foundation was started in 2001. Tổ chức được thành lập vào năm 2001 bởi những Việt kiều Mỹ muốn tìm cách để đóng góp hỗ trợ cho phát triển ở Việt Nam. Ban đầu, Pacific Links không tập trung vào việc phòng ngừa buôn người và lao động cưỡng bức, mà chỉ bắt đầu nhiệm vụ này từ năm 2005. Lúc đó, chúng tôi biết tin về một số bé gái bị bắt đến Campuchia làm việc. Một trong những người sáng lập tổ chức đã dẫn một nhóm người đến Campuchia để điều tra, tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng kế hoạch sẽ kéo dài trong vài năm và sẽ được giải quyết. Chúng tôi không ngờ là đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm và chỉ mới là khởi đầu của nạn buôn người, môi giới vượt biên trái phép, không chỉ sang Campuchia hay các nước châu Á khác mà cả sang châu Âu. Hiện đội ngũ của Pacific Links gồm khoảng 20 đến 25 người, ở Mỹ chỉ có 2 hoặc 3 người và đa số đều đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có mạng lưới tình nguyện viên khoảng 200 người hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi, việc ngăn ngừa cũng như giúp đỡ các nạn nhân của các vụ buôn người. Chúng tôi cũng làm việc với chính phủ để siết chặt luật pháp. Ban đầu, chúng tôi có văn phòng hoạt động tại đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ những người sống gần biên giới, dễ trở thành nạn nhân của các vụ buôn người. Nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu làm việc trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc và miền Trung như hiện nay. But over time, our work continued to spread across the country, to also central Vietnam, northern Vietnam. Vậy các hoạt động cụ thể của Pacific Link ở Việt Nam trong việc ngăn ngừa nạn buôn người hay môi giới buôn người di cư là gì? For example, like in healthcare, they always say prevention is key, right? You want to make sure you prevent an illness. Về sức khỏe, chúng tôi luôn nói rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do vậy, về vấn nạn buôn người di cư bất hợp pháp, chúng tôi muốn bảo đảm rằng có thể phòng tránh như thế nào. Một trong những hoạt động chính của chúng tôi đó là tập trung vào giáo dục để mọi người được tiếp cận với tri thức. Chúng tôi có 2 chương trình học bổng lớn cấp cho khoảng 2.500 học sinh, đảm bảo rằng họ ít nhất có thể tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, sau đó có thể học lên đại học. Bởi vì chúng tôi đều biết rằng càng được tiếp cận với giáo dục thì càng có nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng muốn phổ cập việc học tiếng Anh, vì ở một nước như Việt Nam, nếu nói được tiếng Anh thì càng có nhiều cơ hội được trả lương cao hơn hoặc được thuận lợi hơn khi muốn đi học và làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi cũng tổ chức các chương trình hướng nghiệp ở các trường học về các nghề nghiệp mà cơ hội có việc làm cao, được trả lương hậu hĩnh. Hầu hết những khu vực mà chúng tôi đến là những vùng sâu, vùng xa ở nông thôn, nên mọi người không biết là có nhiều nghề khác nhau. Ví dụ như 70% em gái được các chương trình của chúng tôi hỗ trợ đều nghĩ rằng có những ngành nghề chỉ dành cho con trai, ví dụ như kỹ sư. Công việc của chúng tôi là làm cho họ vượt qua được trở ngại về giới tính, hiểu được rằng họ cũng có khả năng làm những việc đó. Phụ nữ và các bé gái thường là những nạn nhân chủ yếu của nạn buôn người, cho nên chúng tôi có nhiều chương trình hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức cho công nhân làm việc trong các nhà máy, vì họ thường là những lao động di cư từ các vùng khác đến các khu công nghiệp. Do vậy, có nhiều rủi ro hơn khi họ muốn tìm một công việc tiếp theo, đến một nơi khác làm việc để thu nhập cao hơn, thì họ sẽ dễ bị những kẻ môi giới buôn người di cư nhắm vào. So they're also vulnerable to being trafficked.